Võ Lâm Ngoại Sử, chương 57 hồi 23, chân tướng tỏ tường, phần 2. Trời đông giá rét căm căm, rơm dạ tuyết động, ngay cả có cho vài lượng bạc chẳng mấy ai dám ngồi trên rơm tuyết này, đệ tử cái bang lại ngồi một cách thoải mái. Tuy trời chưa tối hẳn, đệ tử cái bang đã đốt đuốc cắm vào mấy cái cột quanh vách giặt. Chú thất thất cau mày, sao mọi người cứ ngẩn ra như vậy, chẳng ai nói năng gì cả, còn năng cằn nhằn thì biến địa sái kim tiền công thái đã bước lên hội đài. Gã tỏ vẻ rất nghiêm trọng, dưới ánh đuốc lập lòe, gương mặt rỗ của hắn óng ánh như có gắn những đồng bạc. Gã xoay người vái chào bốn phía rồi trầm giọng Lần này tệ bang được các vị thúc bá huynh đệ không ngại đường xa tới đây. Trên dưới trăm đệ tử, bang cảm kích vô cùng tam vị trưởng lão hôm nay vắng mặt là đại đệ tử tại hạ xin đại diện dâng lời cảm tạ chân thành cùng quý vị vừa nói vừa cúi đầu hành lễ thêm một lần nữa tứ bề trong nhà dạp trúc quần hào rối rít nói hay nói thật hay lại có người hỏi cái bang tam lão vì sao chưa đến tiền công thái buồn rầu đáp khi mời quý vị tới đây lần này ngoài đại hội chọn bang chủ tệ bang vốn cũng muốn đãi các vị một bữa tiệc nhỏ ăn mừng nhưng giờ phút này Gã ngửa mặt khẽ than Giờ phút này đệ tử tệ bang lại muốn báo cùng quý vị Một tin dữ Quần hào ngạc nhiên nhôn nhau Tin dữ chuyện gì Tiền công thái sầu thảm trả lời Cái bang tam lão đã bị hại Người trong nhà giạp lập tức xôn xao Quần hào sắc mặt kinh hoàng Thật sao Tiền công thái tỏ vẻ âu sầu Đệ tử cũng muốn tin đây chỉ là tin đồn bệnh bạn nhưng theo đệ tử biết Câu chuyện này thì chuyện này không giả chút nào Quần hào thở dài sụt xịt Trừ chu thất thất Tiền công thái Ba vị trưởng lão nay đã ra người thiên cổ Ngôi bang chủ Tệ bang lại phải tạm thời để chống Đệ tử cái bang hôm nay muốn mời quý vị ở lại đây Gã lại ngửa mặt thở dài Tệ bang tuy không thể cùng quý vị ăn mừng nhưng lại muốn mời quý vị tận mắt chứng kiến đệ tử tệ bang tự tay đâm chết cừu nhân đã hại ba vị trưởng lão. Quần hào lại thêm ngạc nhiên kinh hãi lao nhau, kẻ đó là ai? Tiền công thái lạnh lùng, ờ, đệ tử được biết hôm nay hắn sẽ tới đây hắn... Trong giạp chợt vang lên tiếng cười sảng sặc, <cười> hắn ngu sao mà đến đây chịu chết? Tiền công thái biến sắc quát lớn, ai? một người từ phía đông dạp trúc chậm chậm đi lên phía đại hội đại. À, người này lưng gù, áo quần lam lũ, mặt mũi bì ổi, chân bước nghênh ngang. ngang. Chu thất thất vội bịt miệng lại, thút thiếu chút nữa là nàng đã la lên thành tiếng kim mất hoán. Kim bất hoán từ từ bước đến bên cạnh tiền công thái. Giờ gã vẫn đang còn trợn mắt há mồm. Hắn quay mặt về phía quần hào nói lớn. Tại hạ kiến nghĩa dũng vi kim bất hoán hẳn quý vị đã nghe danh quần hào trong giạc trúc vốn cũng biết hắn là một trong thất đại cao thủ của võ lâm đương thời họ lại nhôn nhao nhốn nháo hùng sư kiều ngũ cau mày cách thằng đáng ghét này thật là quá cũ hoa tư cô khẽ hỏi hắn thiệt sự là đệ tử của cái bang sao kiều ngũ cái này cũng không sai ngày xưa hắn từng gia nhập cái bang nhưng đến khi thành danh thì trừ mặc trên người cái trang phục bẩn thỉu ấy, hắn đã thực sự thoát ly cái bang. Hoa tứ cô thở dài. <laughs> Bây giờ hắn lại lấy cái danh đệ tử của cái bang mà xuất hiện, không biết đang định giở trò gì nhỉ? Kiều Ngũ lạnh lùng, có ta đây, hắn đừng hòng nghĩ đến chuyện giở trò bất chính. Tiền công thái xôi tay đứng nghiêm lẩm bà lẩm bẩm, "Là, là sao? Là gã chẳng biết làm sao để bác bỏ hay chứng thực lời của Kim Bất Hoán?" kim bất hoán kẻ không biết không có tội lão nhân gia ta cũng chẳng trách ngươi cao tiểu trùng bỗng cười hi hi trên vào hi, hi à rốt cục thì vì sao lão nhân gia tới đây kim bất hoán để nói cho các người biết rắn không thể không đầu bổn bang mấy ngàn đệ tử không thể không có bang chủ những năm gần đây bổn bang ngày càng suy càng ngày càng suy bởi vì không có người đứng đầu đệ tử chúng bay càng ngày càng không có lề luật gì cả cao tiểu trùng Vậy lão nhân gia muốn làm bang chủ Kim bất hoán vẫn nộ quát Đồ xúc sinh câm miệng Chức bang chủ bổn bang Muốn làm là làm sao Nhưng ba vị trưởng lão nay đã quy tiên Bổn bang cũng nên chọn một người khác Cao tiểu trung Thế phải chọn ra sao Kim bất hoán bất kỳ võ lâm bàng phái nào Lúc chọn bang chủ đều phải dựa vào thanh danh lai lịch Võ công cao thấp Chẳng lẽ ngay cả cái này ngươi cũng không hiểu sao Cao tiểu trùng lại cười hì hì, hi hi. nói vậy thì chẳng cần phải chọn nữa. Kim bất hoán quát, ngươi nói vậy có ý gì? Cao tiểu trùng, à, nếu bàn về danh vọng thì lão nhân gia là người cao trọng nhất. À, nói về võ công thì hậu sinh tiểu bối chúng tôi đâu phải là đối thủ của ông. À, như vậy thì cần gì phải chọn? chủ thất thất cười hầm, <cười> cái gã cao tiểu trùng này tưởng ngu mà đâu có ngu. Cái bản mặt của Kim bất hoán, cho dù vừa trai vừa dày, nghe câu này ắt cũng phải mắc cỡ. Kim bất hoán vẫn chơ chơ, không mắc cỡ, không ngượng ngủ, ngược lại còn cười hăng hắc. <cười> à, cái thằng nhỏ ông này giỏi, nói có lý, à, nếu không ai có ý kiến ý cỏ, à, phản đối ở dị nghị thì lão nhân gia ta Ê, thôi cũng chẳng khách khí. Còn độc nhãn trường trường nhìn bốn phía lớn tiếng. À, hay hay, có ai phản đối không? Đệ tử cái bang đưa mắt nhìn tiền công thái, gã còn đang sửng sốt, cao tiểu trùng thì cứ nhê răng cười khỉ, bốn bè trong nhà giả quần hào xôn xao đứng lên. Kim bất hoán cười lớn à, ha ha, ha ha Vậy lão nhân gia ta đành Thình lình có tiếng quát lớn Ai làm bang chủ cái bang cũng được Nhưng cái tên Kim bất hoán này kia thì không Kim bất hoán giận dữ hét tướng lên à! Giọng người nọ lại sang sảng Kiều ngũ Thân thể cường tráng của hùng sư kiều ngũ Phóng vọt ra Làm chấp động ánh lửa từ những ngọn đuốc Trong nháy mắt Hùng sư kiều ngũ đã đứng trước mặt kim bất hoán. Kim bất hoán biến sắc rậm chân. Ngươi, ngươi cũng tới đây. Kiều ngũ cười lạnh. Vận khí của ngươi không may nên hôm nay gặp ta ở đây. Kim bất hoán. Ta và ngươi chẳng hề xích mích. Sao nên ngươi lại cứ phải đối nghịch với ta? Kiều ngũ lạnh lùng. Những ác đồ trong thiên hạ đều là kẻ đối đầu của kiều ngũ. Con người vì lợi quên nghĩa như ngươi mà làm bang chủ cái bang thì võ lâm sẽ đại loạn. Kim bất hoán. Ai khiến ngươi lo chuyện của cái bang? kiểu ngũ quát ta muốn lo thì người làm gì kim bất hoán nhín răng kèn két nói không ra lời tiền công thái đến bên cao tiểu trùng nhỏ giọng trách sao vừa rồi chú lại nói như vậy cao tiểu trùng cười ừ, tôi biết sẽ có người trong võ lâm không để hắn dễ dàng lên ngôi băng chủ à, chúng ta không đủ sức cản hắn thì phải đẩy người khác ra mặt ngăn giùm tiền công thái thở ra chú nói cũng có lý. cao tiểu trùng lại cười hì hì kiều ngũ lạnh lùng kim bất hoán kiều mỗ không phải là khi dễ ngươi chỉ cần đệ tử cái bang trên dưới thật lòng phục tùng ngươi kiều mỗ quyết không xía vô nhưng nếu người cậy mạnh người cậy mạnh hiếp yếu chèn ép ý chung kiều mỗ quyết không khoanh tay đứng nhìn Kim bất hoán vội vàng nói, đệ tử bổn bang đối với ta dĩ nhiên là... Cao tiểu trùng đột nhiên ngắt lời, nếu nói vì võ công cao cường mà thanh và thanh danh lừng lẫy của lão gia nhân gia thì chúng tôi không có lời nào để nói. Nhưng nếu rằng nói rằng chúng tôi thật lòng yêu cầu lão nhân gia lên ngôi bang chủ thì thật sự cũng chẳng có chuyện này. Kim bất hoán cả giận quát lớn, ngươi ngươi, tiểu tử ngươi dám chống đối ta. Kiểu ngũ quát lên, kim bất hoán, ngươi bất lớn lối một chút, bây giờ nếu người không mau cút đi thì sắn tay áo lên cùng kiều Mộ, quyết một phen quyết chiến kim bất hoán sắn tay áo lên lớn tiếng họ kiều kia người nghĩ lão nhân già đầy sẽ sợ ngươi dưới hội đài hoa tứ cô bật cười, <cười> họ kim kia người vốn rất sợ chàng kim bất hoán đảo mắt về bốn phía lại nhìn kiều ngũ mồ hôi đẫm chán, nghiến răng rít lên ta <laughs> bỗng một tiếng cười lạnh từ trên tầng trần phía đông của nhà dạp vọng xuống. Tiếp sau là một giọng nói nhỏ nhẹ nặng nề chậm rãi. Kim bất hoán, ngươi sợ gì? Không ai được xía vào cái chuyện của cái bằng. Giọng nói này không những chậm, chạp mà còn nghe như không có khí lực, nghe phảng phất như hơi thở của một người hấp hối. Vậy mà từ trên cao hơn hai trượng, Giọng âm dương quái dị kia lại nói như sát bên tai hơn trăm hào kiệt đang đứng phía dưới. Tiếng cười như làn khí lạnh khiến người nghe dùng mình sởn tóc gáy. Không tự chủ được, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, một lão già đang ngồi khoanh chân trên xà ngang của nhà giạc. Chú thất thất tái mặt, là lão, đây chính là lão tiểu nhân nơi duyệt tân lâu hôm qua, người đã ngồi một mình dùng bảy tám chén rượu khác nhau. Tháo Nguyễn không nhịn được nói nhỏ, người này họ hàn tên Linh, nghe nói là kiểu ngũ quắt lên. lại là ngươi, ai miệng, ai mượn ngươi xíu vào chuyện của người khác. Hàn Linh cười lạnh, nếu người không xen vào chuyện của người ta, thì ta cũng quyết không xía vô chuyện của ai. Kim Bất Hoán vỗ tay cười hớn hả? hả, hả, hả đúng đúng vậy, kiểu ngũ rằn giọng Hmm, thì ra là ngươi chung bọn với tên kim bất Hoán. Hàn Linh lạnh lùng Ta cùng hắn không quen biết Ta chỉ muốn chủ trì công đạo mà thôi Kim bất hoán cười ha hả Đúng đúng Lão già đó chẳng quen biết chi với kim bất hoán ta Có lẽ lão không ưa nhìn những người vô lý sinh sự Cho nên là à, tay dương cao tránh nghĩa Kiều ngũ giận dữ quát Nếu ngươi nhàn cư muốn xem vào chuyện thiên hạ Kiều bố ở chỗ này chờ ngươi Hắn vốn đã biết thân phận của Hàn Linh cũng hiểu rõ âm mưu của lão. Nếu Kim Bất Hoán làm bang chủ cái bang giang hồ sẽ đại loạn, chuyện này dĩ nhiên có lợi cho khoái lạc vương. Huống chi khoái lạc vương cũng có thể dễ dàng mua chuộc con người như Kim Bất Hoán. Kiều ngũ vốn tính nóng như lửa, đầu dây dưa nhiều lời. Tuy nói, ở chỗ này chờ, hắn đã phi thân phóng thẳng lên. Hàn Linh cười tỏ tớt, có kẻ muốn chết. Ha, ha, ha. Hoa tứ cô cũng là lớn, ngũ ca cẩn thận kiếm được nơi chân hắn. Kim lão bất hoán vỗ tay cười lớn, ha ha, quần hảo nhôn nhau đứng lên ngồi xuống. Kiểu ngũ vọt người thẳng tới Hàn Linh, quá không hổ danh hùng sư, thân hình hắn nhanh nhẹ uyển chuyển, chẳng khắc chi sư tử đang vồ mồi, uy mãnh không gì ngăn được. Hàn Linh cười lạnh phi thân lên, áo choàng rộng phất phơ, kiếm xanh nơi chân đâm thẳng vào cổ họng. Ngũ kiểu ngũ, kiểu ngũ xoay người sử dụng chiêu bá vương tá giáp, hàn linh dùng thế, uyên ương song phi chân kiếm, một kiếm tiếp theo một kiếm. Kiều Ngũ vừa chuyển người qua trái tránh đường kiếm đầu thì kiếm sau đã kẻ sát ít hầu. Chiều kiếm thứ hai này mặc dù được ra sau nhưng lại tới trước hàn linh như đoán được đường lui của kiều ngũ xuất thế này thủ sẵn kiếm pháp độc đáo tàn ác cực kỳ quần hào phía dưới không ai bảo ai cùng sám mặt hòa từ cô hốt hoảng là tỏ ngũ kê kiều ngũ xoay người lực cũ đã kiệt lực mới chưa ra tưởng chừng không thể tránh khỏi đường kiếm hiểm cho dù hắn có miễn cưỡng uốn nhét người để tránh nhưng thân thể lực lưỡng sẽ bị mất thăng bằng Thế kiếm cực nhanh cực độc kia sẽ chẳng để cho hắn ngã nhào xuống đất, nếu hắn cúi người, tôi có thể tránh được đường kiếm đâm vào cổ họng, nhưng chân kiếm từ trên cũng đang trực thẳng xuống sống lưng. Vì Hàn Linh đang ở phía trên, hắn không thể chạm tới lão, nên cũng không thể lấy công làm thủ được. Lão phát ra thế kiếm này, quyết lấy mạng đối phương, muốn tránh không được, muốn né không xong, kiểu ngũ không thể thủ hay không thể công, tưởng chừng chỉ có một con đường chết nơi chân kiếm hòa tứ cô rú lên thảm thiết kiểu ngũ qua không hổ danh hùng sư hắn đặt mạnh hai chân xuống xà ngang nhà lấy trúc nhà trúc lấy đà phóng thẳng lên trên đưa hai tay phá mái giạt tạo nên một lỗ hỏng lớn hắn bay người qua đó tránh được đường kiếm hiệp đây không phải chiêu thức trong sách vở mà là tuyệt chiêu tìm đường sống trong cái chết. Chiêu này không phải do người truyền thụ mà là từ kinh nghiệm cả đời cùng trí thông minh của kiểu ngũ tạo nên. Hòa tứ cô hớn hở vỗ tay. <laughs> ngủ ca, ngủ ca, Hàn Linh không ngờ có kẻ thoát được chiêu trí tử của mình, ngẩn ngơ mất thế, thả người rơi xuống. Trong giặc trúc, quần hào nhảy lên tứ phía tránh hai người. Kiều ngũ vừa đặt chân tới, đất vội xoay người ngược lại hai trượng, Hàn Linh thì rơi một xuống một cái bàn, lão xếp bằng ngồi đó. Hai người, hai mắt, hai mặt, bốn mắt nhìn nhau té lửa. Hàn Linh hăn học, không ngờ cái giạc thô thiển của đệ tử cái bang lại cứu mạng người. Lão nói chẳng sai, nếu nhà giặc được dựng vững chắc, mái nhà khó phá, có lẽ kiểu ngũ đã không thoát được. Kiều ngũ trầm giọng không dài, nếu chỉ là thi đấu kiều ngũ đã nhận thua nhưng đưa hai tay rút ra sau lưng một cặp vũ khí sáng loáng dài chừng chín thước lấp lánh dưới ánh sáng chập chờn của những ngọn thuốc vũ khí này không chui một đầu cong như cái móng đây chính là binh khí thành danh của kiểu ngũ thanh sư trạo thấy hồng dư kiểu ngũ lấy vũ khí ra quần hào cảm thấy hào hứng vì sắp được tận mắt chứng kiến một trận chiến oanh liệt kiều ngũ gầm lên một tiếng đánh tới kiếm xanh của hàn linh cũng không chậm trễ nghênh tiếp ánh chớp liên hồi tiếng kim khí và chạm nhau đinh tài nhức óc hai người đã công ra năm chiêu chẳng ai nhìn kịp năm chiêu kia xuất thủ thế nào thân hình hàn linh lơ lửng như rồng uốn khúc bên bờ ao trời đánh ra năm chiêu người lão vẫn chưa hạ xuống liên tục công ra chiêu thứ sáu rồi chiêu thứ bảy vì lão dùng thối trung kiếm nên mỗi lần kiếm chạm thạch sư trạo là lão được đẩy lên mượn lực dùng lực quần hào tuy là những người lặn lộ trên giang hồ đã lâu nhưng chưa từng chứng kiến kiếm pháp kỳ lạ như vậy không tự chủ được mài mê nhìn ngắm hàn linh cười lạnh rõ chán thối trung kiếm lại chạm thạch sư trạo hàn linh lại được đẩy lên cao vọt qua lỗ hỏng trên mái bay thắng ra ngoài Kiều ngũ hoa mắt Thật đó mà họ đã không thấy hàn linh đâu chợt nghe tiếng cười của lão từ trên nóc <laughs> À, dám lên đây không hòa tứ cù gấp gấp không nên không nên coi chừng lão mai phục đó kiểu ngũ giơ hai tay nhún chân phóng thẳng lên hắn không phóng qua chỗ lồng hồng ở kia mà dùng thanh sư trả phá một lỗ khác quần hào chạy ra ngoài xem trên nóc giạp trúc kiếm ảnh xanh bao phủ đỉnh đầu kiểu ngũ trận đấu này đánh từ trên nóc giạp đánh xuống rồi lại từ dưới đất lên nóc sống chết trong đường tư kẽ tóc khiến người xem cũng hồn kinh khiếp vía mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng thạch sư chảo nhất bá linh thất trao vang danh của kiều ngũ lúc bắt lúc phá lúc móc lúc chói lúc kéo lúc thắt lúc khóa tất cả đều là công phu ngoại môn ít thấy trong võ lâm không ai có thể cưỡng lại không nắm nhìn thêm vào đó thối trung kiếm của hàn linh lại là kiếm pháp chưa từng thi thố trong giang hồ chiêu thế vừa kỳ quật vừa tàn độc lão lại nhanh nhẹn một kiếm tiếp theo một kiếm khiến đối phương không kịp suy nghĩ không kịp thở qua hơn 10 chiều kịch chiến không nghỉ ngơi, tinh thần và thể lực của Kiều Ngũ như đã hao tổn khá nhiều. Xa xa trong màn đêm có ba người tịnh hơi khí theo dõi trận đấu. Người thứ nhất khẽ thở dài, kiếm pháp thật quỷ dị. Người thứ hai, tôi đang nghĩ dùng cách nào để phá thế kiếm đó. Người thứ ba khẽ cười, không võ công nào trên đời có thể, trên đời đã không thể phá. Người thứ nhất, làm cách nào để phá kiếm pháp quỷ này. Người thứ ba, lấy lui làm tiếng, lấy hư là thật. người thứ nhất trầm ngâm không sai nếu dùng cách này hàn linh sẽ bại vì lão không tìm được chỗ mượn lực để đổi lực thân thể nhất định sẽ phải rơi xuống người thứ hai thân thể lão vừa rơi xuống tuy vẫn có thể nhảy lên, lên lần nữa nhưng đã chậm một bước kiếm pháp của lão lấy công nhanh như chớp làm thủ khiến người không kịp trở tay chỉ cần chậm một bước uy lực kia không thể phát huy người thứ nhất thở dài Ai, chỉ tiếc kiều ngũ công không ra không nghĩ ra cách phá này người thứ ba cười đây cũng không phải là cách phá duy nhất người thứ hai còn cách khác người thứ ba lão là một khắc tinh rất lớn lão còn một khắc tinh rất lớn người thứ hai ai là khắc tinh của lão là huynh á người thứ ba cười không phải là tôi mà là huynh ấy người thứ hai im lặng một thoáng rồi bật cười à, không sai không sai vũ khí của tôi là khắc tinh của lão người thứ ba dù gì chờ một chút anh cần phải như thế như thế như thế à, như vậy như vậy như vậy nhé người thứ hai tủm tìm được 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 biết rồi biết rồi biết rồi người thứ nhất khẽ vỗ tay uhm, quả nhiên là rượu kế sao thẩm huynh lại có thể kết luận rằng tả công long bị kim bất hoán giết người thứ ba nếu hắn không giết tả công long thì tại sao hắn lại biết tả công long đã chết nếu hắn không biết chắc tả công long đã chết thì làm sao dám đây đây đến đây để đòi đoạt chức bang chủ cái bang À, mồ hôi kiểu ngũ đã thấm ướt cả áo nhưng tính của hắn không dễ khuất phục dù lúc này lực đã như cung hết tên vẫn không chịu yếu thế chiêu thức công gia vẫn mãnh liệt vô cùng thanh sư trảo vẫn hùng hổ tấn công hàn linh lui về phía sau từ phía đông của giạp đã lui tới phía nam ngay cả hoa tứ cô cũng chưa nhìn ra kiểu ngũ sắp bại quần hào thì vẫn liên tiếp cổ vũ có người la như sấm năm từ chân tránh hùng sư kiểu ngũ chỉ có tiến chứ không lùi hùng hổ tấn công là sai lầm lớn sai lầm lớn có thể trả bằng tính mạng vũ khí chạm nhau tia lửa chấp lóe người chung quanh hồn phi phách tán hàn linh bật cười hăng hắc <cười> trong vòng một chiêu ta lấy mạng người trong tiếng cười tung ra liên hoàn song kiếm kiểu ngũ đưa thanh sư chạo lên đỡ kiếm chảo chạm nhau tia lửa bay tứ phía tay phải hàn linh rút từ thắt lưng ra thanh kiếm ngắn đâm thẳng xuống kiểu ngũ không nghĩ ra lão còn thanh kiếm thứ ba hai tay còn đang đỡ song kiếm hắn không có cánh tay thứ ba nên khó tránh được thế kiếm này quần hào thét lên kinh hoàng giữa dàn dạ, sinh sinh tử bỗng nhiên có tiếng quát lớn tiến một tia sáng xé gió bay thẳng tới lưng hàn linh quần hào có lẽ chưa từng kiến ám khí đi mạnh như thế thủ pháp lợi hại và công lực như vậy hàn linh kinh hãi đâu còn nghĩ tới đòn chí tử với kiều ngũ tiếng gió vừa rít lên ám khí đã ngay sau lưng lão lão hoàng hồn dùng toàn lực thu ngược kiếm đỡ lấy ám khí nọ đinh đang một loạt tia lửa xét cổ tay hàn linh tê dại lão kinh hoàng hét lớn tên chuột đất nào bắn ăn khí đạo thương người máu cái mặt ra giữa màn đêm tiếng cười vang động lẫn trong tiếng quát tới một bóng người lướt đến như sao sẹt trong nháy mắt đã ngồi vắt vẻo trên nóc nhà giạt trúc thân pháp nhanh nhẹn đến kinh người hàn linh cũng đã khoanh tay ngồi trên nóc giạt khoanh chân ngồi trên nóc trong bóng tối không nhìn rõ mặt người kia, chỉ thấy đó là một chàng trai trẻ vạt áo mở phanh, tóc tài rối bời, hai mắt to tròn không khác chi sao trên trời, chú tất thất hớn hở. À? "Hùng Miêu Nhi!" Tháo Nguyễn lẩm bẩm, không ngờ cái bản lãnh của hắn lại cao cường đến thế. "Hùng Miêu Nhi, xin kiều huynh tạm dừng tay để tiểu quỷ đối đầu với tử ma đâu?" Kiều Ngút ngửa mặt thở dài rồi giậm chân khẽ nói, "Được." Xoay người trở xuống hoa tứ cô đang chờ hắn, mắt Hàn Linh tóe lửa. Hùng Miêu Nhi cười, Lão lắm điều, nhiều chuyện, thích xíu vô chuyện của người khác kia Sao ngồi im re vậy? Động thủ đi chứ Hàn Linh căm phẫn nhìn anh chồng chọc, chọc không nói lời nào cũng không động thủ Hùng Miu Nhi cười khanh khách <cười> Nếu ta lão chờ ta động thủ thì coi như là thảm Hôm qua ở tiểu lâu ấy, ngươi cũng biết là ta không ra tay trước đâu Ánh mắt tóe lửa của Hàn Linh giờ lạnh như băng Cao Tiểu Trùng đột nhiên cười kỳ kỳ nói lớn à, người này tất thắng Tiền công thái cũng lớn tiếng sao chú chắc vậy Cao Tiểu Trùng hắn không chịu xuất thủ trước thì dĩ nhiên là hắn thắng tiền công thái vậy cũng hắn chưa kịp nói ra hai tiếng chưa chắc thì hàn linh đã phi thân như mũi tên rời cùng kiếm xanh lấp lóe nhắm cổ họng hùng miêu nhi thẳng tới hùng miêu nhi cười hát hả lui về phía sau ba bước hàn linh xoay người trên không chân phải tung kiếm hùng miêu nhi chuyến người qua bên trái tránh đường kiếm tay với hồ lô rượu bên hồng hai công chiêu đều thất bại hàn linh phi thân như sao sẹt rồi ngã người ra sau đưa mũi kiếm lên kiếm xanh lại lóe lão dùng chiêu uyên nương song phi kiếm đầu vừa xuất kiếm sau theo sát huỳnh miêu nhì quá lớn tới chẳng lùi chẳng tiến không công không thủ chẳng đứng thẳng người tay đưa hồ lô lên cao đón lấy kiếm xanh hai tiếng đình đàng trói tài vàng lên uyên ương xong kiếm bị hút chật vào hồ lô rượu hàn linh được định mượn lực biến chiêu đâu ngờ hai thanh kiếm bị hồ lô rượu hút vào giữ chặt chẳng khác gì bị đối phương nắm lấy bình khí gặp người khác ấy, nếu binh khí mà bị nắm thì còn có thể buông nhưng mà với lão thì binh khí lại gắn liền với thân nên là ném không xong mà bỏ cũng không được hàn linh cả kinh trong tình thế cấp bách kiếm trong tay phải tung chiêu tà phách hòa sờn tiếng kim khí chạm nhau đinh tài nước óc Thành kiếm thứ ba cũng bị hút luôn vào hổ lộ hả học người nhì cười hàng khắc <cười> mình cùng xuống tay giữ hổ lô chàng nhảy xuống đất kéo theo hàn linh với ai khác lão còn có thể dùng sức phi thân nhưng với kinh lực của hùng miêu nhi giữ lại thì toàn thân lão hoàn toàn đã thúc thụ quần hào vỗ tay vang rền một, một vệt sáng xanh chợt lóe tay trái của hàn linh vung lên một thành trụ thụ lão không chém hùng miêu nhi mà chặt thẳng xuống song kiếm dưới chân Thanh trùy thủ chém sắt như chém bùn Xong kiếm nơi chân của Hàn Linh đứt lìa Lão tự do phi thân lộn người Lùi xà ba trượng Chỉ trong chớp mắt Lão đã mất hút vào màn đêm thầm thẳm Quần hào ngẩn ngơ Hùng miêu nhi cũng giật mình sửng sốt cười khổ lắc đầu Hai Đâu ngờ lão còn thanh kiếm thứ tư Thanh kiếm cứu mạng Kim bất hoán biết kế khó thành, đang định tìm đường chạy, hắn vừa nhấc chân, Hùng Miêu Nhi đã đứng trước mặt hắn khoanh tay cười trúng chím kim bất hoán cười khan Hừm, võ công của hùng huynh thật cao cường hùng miêu nhi cười hì hì nói hay lắm hay thật kim bất hoán e, tại hạ à, chưa từng vô lễ, lễ với hùng huynh hùng miêu nhi ngửa mặt cười lớn <cười> kim bất hoán à người dùng lời su nịnh tân bốc ta cũng chẳng có lợi ích gì nếu ta bỏ qua cho ngươi hôm nay thì thẩm lãng cũng không tha ngươi ngưng tiếng cười chẳng lớn tiếng. Bằng hữu cái bang nghe đây, chính tên trột này đã hại tả công long tả trưởng lão. Quần hào lại một phen rúng động, đệ tử cái bang nhốn nháo, trong nhà giả huyên náo ồn ào. Kim bất hoán biến sắc la lớn, ngươi, ta với ngươi không thù không oán sao lại ngậm máu phun người? Hùng miêu nhi, lời nói của ta dĩ nhiên là có chứng cớ. Kim bất hoán chấn định, cười lạnh. Chứng cứ, chứng cứ, Ê, đưa ra coi thứ. Hùng miêu nhi quát, Ngươi tưởng chuyện ngươi làm thần không biết quỷ không hay sao? Trên đời sẽ không ai đứng ra làm chứng chuyện bẩn của ngươi sao? Kim bất hoán. <laughs> Hùng Miêu Nhi cười hăng hắc. Kim bất hoán. Lưới trời tuy thừa nhưng khó lọt. Ngươi tự cho mình làm việc là kín đáo. Đâu biết còn có người khác. Kim bất hoán ngắt lời. À muốn mua người làm chứng thì cũng dễ dàng thôi. Hùng Miêu Nhi. Ai khác thì không thể làm chứng. những người này thi được. Kim bất hoán là ai? Ta thật muốn biết. Hùng Miêu Nhi chính là Tả cùng Lòng. Kim bất hoán biến sắc. Ngươi, ngươi nói gì? Hùng Miêu Nhi lạnh lùng. Một đao của ngươi chưa giết được lão. đệ tử cái bang thất đảm la to. Ta trương lão. Kim bất hoán như bị xét đánh ngang tay. kinh hoàng nghiến răng rít lên. Giá là giá, đây nhất định là giả. Ta đã cắm một dao, một đao thật sâu vào trong tim lão hắn chợt nhận ra là đã lỡ miệng thất kinh quay người tìm đường chạy nhưng sao chạy thoát nhưng chạy sao thoát đệ tử cái bang giận dữ cùng nhau nhào tới kim bất hoán hét lớn rồi phóng lên nóc nhà giảm trúc tả công lao chợt ngã xuống sau lưng lão là một dáng dấp oai phong đứng lên ngăn đường kim bất hoán thầm là hết hồi hai mươi ba